Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm cái video để thông báo cho các bạn cái dự án con Creature Hunter. Đây là một cái dự án đã trả về ví các bạn nhé. Mỗi bạn sẽ nhận được 125 đồng. Đây, cũng được 125 đồng. Mọi người ấn vào trong ví của mình nhé. Để hướng dẫn các bạn check luôn nhé. Tại vì là một số bạn cũng chưa biết check ấy. Các bạn vào trong ví MetaMask của mình, chọn Binance Smart Chain nhé. Mạng Binance Smart Chain các bạn chọn vào đây và ấn vào View Account. Vào đây thì các bạn chọn vào BEP20 token. Ở đây các bạn thấy nó về đây, 125 thì các bạn ấn vào đây. Cũng có bán rất là nhiều rồi. 0,5 đô la một đồng. Các bạn copy lấy contract này. Chúng ta vào trong sàn PancakeSwap. Connect đến ví. Ấn vào trade. Trời ơi, nó quay như kiểu là từ thời nào nó không được quay ấy, bây giờ nó mới thích thì nó quay ấy. Vàng thì có mà cứ quay như kiểu là chưa thấy quay bao giờ ấy. Lại thích quay hay sao vậy? Mọi người chọn cho mình là BU nhá. Chúng ta sẽ chuyển sang BUSD. Ở đây thì chúng ta sẽ dán cái contract vào đây. Import. Tích vào đây và understand, sau đấy ấn import, ấn mark lên. Được 6,3 đô mọi người nhé. Mọi người có thể để slip là 0,1. Tiếp theo là chúng ta sẽ enable nó lên. 0,05, có lúc nó cũng lên 0,06. Phí lại còn đắt chứ. Mới up roll là hết 0,15 đô la. Trade một lệnh nữa chắc mất 0,2, 0,3 nữa. Đấy, nó coi như là chúng ta còn 6 đô nhé mọi người nhé. Đây. Swap thôi, con này thì slip 0,1 vẫn được nha các bạn nhé. Slip nó càng thấp thì mình sẽ đỡ bị trừ cái BUSD của mình nhé. Phí hôm nay khá là đắt nha mọi người. Thôi bán thôi. Rồi, ok, như thế là xong. Đấy, chút tí nữa chúng ta sẽ thấy cái balance token của mình ở BUSD của mình là 6,3 đây. Đấy. Đấy, coi như là đã xong cái dự án này nhá. Đấy, được 5 6 đô, được 2 3 bát phở nha mọi người nhá. Đấy, bát phở không biết có thịt không nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.